Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Tâm Nguyễn Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách sử dụng quý KDX Chain và cách tăng lợi nhuận từ các dự án DeFi như là Bond, Farming, Tacking hay là ghép cặp đôi với nhau các thành khoản các bạn nha Ok chúng ta sẽ các bạn phải có được... thứ nhất là chúng ta phải có cái quý KDX Chain thì các bạn thấy đăng ký trên website hoặc là trên điện thoại của chúng ta đều có nha Hôm trước mình chia sẻ bạn cách chúng ta là nhận airdrop và kinh Ok, thì hôm nay mình sẽ nhận lãi nè, thấy không? Nhận về đồng cây. Bạn nhớ là nếu mà airdrop, nếu mà có gì airdrop mình đã chia sẻ bạn video trước á, các bạn xem. Thì đây là kinh để nhận lãi. Là một cách để nhận tiền. Nhớ là kinh trên live tray là TD đó, chúng ta sẽ nhận thêm là 5 con. Nếu là kinh 5 ngàn, ta sẽ nhận thêm 5 con là TD nữa. Tương đương khoảng gần 100 ngàn. Một con hiện giờ khoảng mười mấy ngàn một con. Rồi tới đây này là của quý Carrier Gen nha. Carrier 20, giá nó cao hơn là của thằng Bep 20. Ok. Cái thứ nhất. Và cái thứ hai mình nó bạn vào cái bạn muốn trao đổi giao dịch thì bạn vào chữ uh, thì nó sẽ trao đổi tất cả các cặp đôi với nhau, tức là nó sẽ đổi từ cây qua cái đồng coi khác và ngược lại. Đây là cái cặp chúng ta đây có thể đổi nè. Hôm trước mình đã chia sẻ các bạn cách đổi là TD từ cây qua là TD để chúng ta gửi địa chỉ quý mà địa chỉ quý để chúng ta có gì nai rớt mà nhận được một đồng, đồng là TD thì bây giờ không cần nữa nha chúng ta chỉ cần đăng ký mới thôi là chúng ta sẽ nhận được một đồng ltd trên quý có là hai trình nai khác nhau bạn nhớ nha thì những video trước mình chia sẻ các bạn bạn có dòm lại những video trước đó, thì sẽ biết mình theo đây là một LTD bằng 14 14 con cây tức là khoảng tầm 14 á Đang xuống giá nhưng mà thật sự rất là cao. Chúng ta có thể mua bằng VNDC nè, tất cả cặp đôi nhiều rất là nhiều. Mà nhớ là cây đất là chúng ta sẽ trao đổi nha. Chúng ta sẽ vào đi áp nè. Đi áp thì có chương trình đang chương trình mà gọi là DeFi. Đây, DeFi đi. Đây. đây là đồng DeFi luôn thì chúng ta sẽ vào cái phần xem cái chương trình của nó để chúng ta nhận lãi nha thì app có nè nó có chương trình farm có đây farm có ok farm thì chúng ta sẽ farm cái đồng cây để nhận về đồng DeFi hoặc là chúng ta farm cái đồng bét để để nhận gì về đồng DeFi ok Thời trình nó thì bạn xem thời trình chú đi uh, tay nè đi tay dưới thôi chúng ta bấm vào đó sẽ biết được cái chương trình thế lệ thế nào rất nhiều cái uh, farm để chúng ta kiếm tiền thì giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách uh, farm thằng đi uh, best nha tại mình có hiện giờ có mười mấy con đi á nhưng mà nó thấp nhất là 20 con nghe bạn nha 20 con đi bét mới được nhưng mà mình chỉ chia sẻ các bạn cách làm thôi mình có mười mấy con thôi tức là mình farm không thành công Tại cái điều kiện nó làm 20 con đi bếp. Mình có 10 con thôi 13 con Ok Bấm vào xe Thì nó sẽ thấy là Bấm vào Ok con contract xác nhận Xác nhận là nữa Nó rất là bảo toàn bảo mật các bạn nha xác nhận 2 lần Thì cái phí uh, Cái trên thì rất cực kỳ là rẻ luôn Rất thấp luôn sử dụng cái tảng Credit Chain thì phí rất là, cao, rất là thấp mình cũng đang chơi uh, cũng qua, cái Credit Chain phí rất thấp xác nhận Ok. Bạn đang tắt 13 con đi Ok. cái vấn đề hiện giờ là nó không cho chúng ta tắt 13 con nha nhất là không phải uh... ok tắt được rồi nó cho luôn bạn cho luôn ok chúng ta chỉ cần uh, nhận thôi nhận cái đồng lại đồng đi phi thôi thứ hai là vòng kết kết này thì chúng ta phải bắt buộc phải có uh, thứ nhất là phải gặp thanh khoản thì phải gặp uh, thanh khoản thế nào tức là chúng ta sẽ chọn uh, tách cái đồng cây nha đồng là tôi đây nha ra đông ra đồng bot dot này tách đồng ra đông này ra đông ra cây ra cây ok giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là làm cái cặp thanh phản để mà tạo cái đồng ltd ltd hiện giờ có rất là có giá trị chúng ta sẽ tìm cách mẫu cách có thu nhập ltd ok thì nó 14 ngày đúng không dự án 14 ngày bây giờ chúng ta muốn có được cái đồng có được cặp thanh khoản mà theo cặp thanh khoản là k với thằng đồng defi thì thanh khoản nó ra là đồng là đây mình đã làm hết mình qua mình đã làm rồi và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm chi tiết hơn ok bắt buộc chúng ta phải có cặp thanh khoản trước thì chúng ta mới bỏ vào đây tắt được ok không? mát không có đúng không? ok thì mình đã hôm qua mình đã làm rồi bây giờ hôm nay sẽ làm thêm một lần nữa để chia sẻ với các bạn ok chúng ta sẽ vào cái phần cây đét nha cây đét để chúng ta đổi thành bản chúng ta sẽ mua giá trị là 25 phần trăm của thằng cây chúng ta mà nhớ em mua 25 trăm thôi đừng mua 50 trăm tại vì 50 trăm là bắt buộc cái số đô mà chúng ta có của đồng cây phải tương ứng với số đô mà không có đồng đi phi phải tương ứng với nhau do đó mà chúng ta sẽ 25 trăm thôi đang chừa cái lợi 25 phần trăm của thằng cây để chúng ta có thể uh, có phí ra để chúng ta làm nhiệm vụ để thấy thể tắt được ok bấm vào qua gạch cho mình thì người ta liên kết nè được khay ok xong bấm rồi bấm dưới nè bóp photo gì đó mà tiếng anh mình cũng rất là dở nói chung là phần đó bấm phần cuối cùng mát cho mình thì mình gặp thanh khoản là mình chọn là đi phi cây nha đi phi các bạn có thể tôi chậm lại để chúng ta làm rất dễ luôn không có gì khó đâu cả nếu chúng ta chọn mát bên đồng cây thì sẽ không được, được nha Tại vì số mà đi chúng ta không đủ Chúng ta phải chọn mát đi Tại vì cây ta lúc nào cũng dư Để chúng ta làm phí Giống là mát thằng đi phi là hợp lý nhất Tại nãy ta mua có 25 thôi Nếu 50 là nó bằng nhau Nhưng mà 25 trăm đang ta còn có phí ra Các bạn nhớ nha Thì người ta xác nhận lần nữa thôi Tức là tạo cặp thanh khoản này Bỏ vào để chúng ta nhận cái đồng LTD Trong vòng 14 ngày ta chọn vào lại cái thằng đi nha các bạn chọn ra chỗ chữ két mình xuống dưới farm này hướng dẫn các bạn rồi két hồi sớm là gặp thành phản nó phải có thì chúng ta mới làm được nha các bạn theo Tắt cây đi phi để nhận về làm việc tới đây ok chúng ta sẽ bấm về select nha start bấm thằng tát thằng cây dưới đây bấm thì tát dưới đây cho mình đó thằng và theo tóc canh là đang mình đang cặp đôi là cây là thằng đi phi ok mát công phim xác nhận các bạn nghe xác nhận lần nữa nó có bảo mật tính bảo mật rất là cao cho nó sẽ xác nhận hai lần ok thì chúng ta chỉ còn invest thôi invest giống như lúc trước mình chia sẻ các bạn cách mà để mà làm đi bên ba mi á cái cái ba chấm ba á thì nó cũng vậy cầm thành phản như nhau thôi đối với các bạn người mà biết chơi quen rồi thì nó rất là bình thường đối với bạn mà mới thì các bạn thấy hơi khó khăn thì các bạn nhìn tua video, video chậm lại đi xem mà theo ta sẽ nhận gì đồng uh, LTD của có giá trị ok các bạn không biết có thể comment hoặc liên hệ zalo mình mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn cái này nói chung là mình làm hơi nhanh thì do các bạn đối với bạn mà mới thì nó rất là nhanh nhưng mà đối với bạn biết rồi thì rất là bình thường thôi thì mình cũng học hỏi và cũng trao dồi học hỏi kiến thức của những anh em đi trước rất là hay chúng ta có càng ngày càng kiến thức thì chúng ta phải, phải học ok chúc bạn thành công có những trải nghiệm tốt nhất trên quý KDF trên để nhận về phần cất thì nhiều cái phần lãi sức cũng như là cái uh, lợi nhuận cho chúng ta ok chúng ta sẽ qua phần comment bình luận nha xin chúc mừng bạn mình tặng bạn trong mô video này luôn nếu bạn thấy hay thích xin cho một like và đăng ký ủng hộ kênh để kênh phát triển hơn tạo được cho mình kiếm trang web kiếm tiền ri các bạn hoặc không thực kiếm tiền like trên mạng xã hội cho các bạn nếu có gì sai sót các bạn có thông cảm cho mình các bạn có thể xem theo đổi kênh mình để thay đổi video mới nhất của mình chia sẻ về crypto cũng như là cái dự án của VNDC chúc các bạn thành công hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo đừng quên bình luận comment để lấy số thoại chúng thưởng ngày hôm sau thân ái chào tạm biệt các bạn cảm ơn các bạn đã xem